Xin chào bà con, thì hôm nay để tiếp tục cho mình nói về bà con về cây ba bút trong giai đoạn mà trái bằng phiên bi trở lên á. Thì bữa trước mình cũng hướng dẫn bà con rồi á, thì trong giai đoạn này á, những cây ba bút chúng ta đã đậu trái và bù tán giai đoạn 1 bù tán, thì bà con nên làm những công tác nào? Thì cũng giống như ở clip phần 88, thì phần 89 này cũng giống như phần 88, thì bà con luôn luôn bón cho mình. Thứ nhất á, về phân bón á, thì bà con có thể trong giai đoạn này bà con có thể bón vi sinh cho mình được rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một số bà con cũng hỏi là trong giai đoạn này bà con có thể bón NPK được chưa. Thì theo như quan điểm của mình á, thì bà con từ từ hãy bón NPK. Vì trong giai đoạn này, thứ nhất á, từ viên bi đến trứng gà sẽ bắt đầu một giai đoạn đó là phát đọt non rất là mạnh. Nên bà con điều tiết cho mình là phun phân bón lá hay là những dòng phân bón như là canxi đó, chống rụng trái, dưỡng trái, bổ sung ở trên lá. Còn dưới gốc bà con chỉ bón vi sinh cho mình thôi. Và cái hai nữa là bà con có thể bón cho mình vi lượng được rồi, sắt, kẽm, magie, bo canxi đó. Còn NPK thì tạm thời bà con từ từ hãy bón. Cái đó là cái việc đầu tiên mà mình hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm của mình về công việc bón phân. Cái thứ hai nữa là phun cái côn trùng kết thúc trong giai đoạn trái bằng viên bi như thế này á. Thật sự á, là bà con luôn để ý rằng á, giai đoạn này bỏ xít, bỏ vừng đó, mọc độc cành á, gây hại rất là mạnh và chích rất là nhiều ở trên cây bơ bút chúng ta. Nên cái côn trùng chích thúc bà con phải thường xuyên thăm vườn kiểm tra và phun phòng cho mình cái côn trùng chích thúc. Thì ở trên cây bơ này quay rất là rõ bà con xem á, trái đậu rất là nhiều, rất là sai, thì cây cũng rất là xanh khỏe. Thì trên cái vườn này là bà con cũng không có khoanh, nghĩa là không khoanh, bà con phun thuốc chặn đọt đậu sớm thì nó nở hoa đậu. Nói chung thời tiết nó cũng thuận lợi. Thì năm nay một số vườn bà con á, 2019 này thật sự là số vườn bà con mắc mùa so với 2018 hầu như là 80-90% là toàn bộ bà con chúng ta là rụng trái rất là nhiều. Thì cái này á, cái nguyên nhân mà để rụng á, thì mình cũng đã nói trước ở những clip hồi năm ngoái, thì một số vườn bà con chúng ta rụng rất là nhiều. Vì thế nên với 2020 á, mình khuyên bà con á, nên làm sớm một tháng cho mình, có nghĩa là tháng 10 âm lịch bà con bắt đầu làm cho mình rồi, để tránh tình trạng như hai năm nay 2018 và 2019 hầu như bà con mất mùa rất là nặng nề. Về cái thời tiết khí hậu năm nay rất là khắc nghiệt nên dẫn đến tình trạng bơ bút chúng ta rụng trái rất là nhiều. Cái đó là mình nói sơ lại về cái tình trạng bơ bút 2019 năm nay. Còn vấn đề chính hôm nay mình vẫn nói bà con đó là những công tác mà chăm sóc cây bơ bút chúng ta ở giai đoạn mà trái bằng viên bi như thế này. Đó là cái vấn đề mà côn trùng kết thúc rồi. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là bà con phun thuốc nấm cuốn. Thì trong giai đoạn này luôn luôn dễ bị nấm, thì bà con phun phần mình định kỳ, có thể là một tháng 2 lần hoặc 3 lần tùy vào thời tiết. Ví dụ như là nắng mưa thất thường á, bà con nên phun phòng nấm cho mình. Và cái thứ tư nữa là về thời tiết khắc nghiệt như thế này á, bà con luôn luôn giữ ẩm cho mình đi, để tránh tình trạng á, khắc nghiệt mà sẽ có những cơn mưa đầu mùa á, thì sẽ dẫn đến tình trạng có thể là sốc nước thì dụng trái. Thì đó là những giai đoạn mà mình cần nhắc nhở bà con. Thì từ cái giai đoạn từ viên bi đến trứng gà sẽ dao động trong vòng 2 tháng nữa là tới tình trạng phát đọt mạnh, cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và đọt. Thì lúc đó bà con tiến hành phun thuốc chặn đọt, hãm ngọn cho mình để chống rụng trái. Thì cái đó hầu như năm nào cây bơ bút chúng ta đều phải trải qua một cái giai đoạn phát đọt non, cạnh tranh dinh dưỡng. Thì tùy vào giai đoạn, tới với giai đoạn nào thì mình sẽ nhắc nhở bà con giai đoạn đó. Thì hầu như trên clip mình quay bà con tất cả các cây bơ bút hầu như cũng 5 tỉnh Tây Nguyên nè, thì trái đều bằng viên bi trở lên rồi. Thì vườn này mình cũng quay cho bà con xem và toàn bộ những cây bơ bút đậu trái bằng viên bi, để con có những cái cách mà chăm sóc và khắc phục cho nó hiệu quả và đạt được năng suất cao. Và những bà con đã mắc mùa rồi thì bà con cứ chăm sóc bình thường, để tới năm tới tháng 10 âm lịch bà con tiến hành làm sớm cho mình, để tránh tình trạng như 2 năm vừa rồi hầu như bà con rất là buồn và mắc mùa rất là nhiều, rất thiệt hại. Điều đó hầu như không có bà con nào muốn. Nhưng mà năm nay ảnh hưởng của thời tiết rất là khắc nghiệt, vừa mưa và vừa nóng rất là khắc nghiệt, dẫn đến tình trạng cái bơ chúng ta nó rụng đồng loạt, và khi trái hạt tiêu, hạt đậu xanh rụng rất là nhiều, bơ gặp một số cơn mưa lớn. Thì đây cũng là một cây bơ đậu trái rất là nhiều. Đây mình quay vào con xem á, trái mình viên bi rất là nhiều. Thì công tác này á, thì mình cũng hướng dẫn một số bà con có thể là tỉa bớt trái cho mình, để tránh tình trạng á, bơ chúng ta đậu rất là nhiều sai thì sang năm sau sẽ mất sức và kiệt sức và chết cây. Cái đó hầu như là đối với tất cả cây ăn quả nào cũng vậy, không riêng về cây bơ
nên cái đó mình nhắc nhở bà con. Thì mình nói ngắn gọn lại á, những việc mà quan trọng cần làm ở giai đoạn trái vàng viên bi thế này á, bón phân thì bà con thể bón vi lượng cho mình và phân chuồng vi sinh. Cái thứ hai là phun thuốc chống rụng trái. Cái thứ ba là phun thuốc nấm cuốn. Cái thứ tư là phun thuốc côn trùng chích thúc. Đó là những cái vấn đề mà bà tưới giữ ẩm cho mình, là tất cả các vấn đề bà con cần và nên làm ở giai đoạn này. Thì từng theo giai đoạn và tiếp theo những giai đoạn tiếp theo mình sẽ quay và hướng dẫn cho bà con. Thì cây bơ này là cây bơ không khoanh vỏ nha bà con, là cây bơ ra hoa theo quy trình là chăm sóc tự nhiên, không khoanh vỏ. Còn mình sẽ quay cho bà con xem một số cây bơ là khoanh vỏ, siết thân và tỷ lệ ra trái như thế nào, lá như thế nào, chắc chắn sẽ khác hẳn với những cây bơ mình đang quay bà con xem về tỷ lệ hoa trái khác nhau. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi hết clip đi, vì trong clip này mình cũng quay bà con xem về những cây bơ bị bỏ xiết chích rất là nhiều. Vì thế nên công tác mà phun thuốc sâu bà con cũng kiểm tra và mọt độc cành kiểm tra cho mình, để tránh tình trạng ta bơ chúng ta chích nó bị xì ra và thối, khi sau này cháy lớn sẽ dẫn đến tình trạng rụng hoa và nứt rụng trái và nứt trái rất là nhiều. Thì đó là cái tình trạng tại sao bà con kêu cái bơ chuẩn bị thu hoạch rồi bị nứt trái. Thì nguyên nhân chính á, vẫn là do cái con bọ xiết nó chích từ nhỏ và sau này gặp mưa ẩm ướt nhiều thì dẫn đến tình trạng nấm khuẩn hoạt động và cái bơ chúng ta sẽ nứt đi và rụng rất là nhiều. Cái đó thì mình chỉ nói sơ, và tới giai đoạn nào thì mình nhắc nhở bà con giai đoạn đó để con phòng. Thì toàn bộ cái clip này mình quay cho con xem về cái bơ đậu trái. Một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả video ở bên Trái Cây Thương Mùa Lắc. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.